Kênh Vlog Phố xin mến chào đến quý anh chị, cô chú khán giả. Và hôm nay là ngày thứ năm và vào lúc 1 giờ đầu giờ chiều ha, thì em có dịp đến đây để ghi hình cho quý anh chị, cô chú trên con đường là Nguyễn Thái Bình thuộc ở quận Nhất. Và hiện tại em đang đứng là ngay ngã ba của con đường là Hàm Nghi và con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Và bây giờ thì em sẽ cùng với quý anh chị khám phá xóm hẻm của con đường Nguyễn Thái Bình trong xóm hẻm ngày nay. Và con đường Nguyễn Thái Bình là một con đường dài tầm khoảng là 1 cây số lỗ lại. Và em đứng đây thì là con đường được gắn với là con đường Lê Công Kiều, cũng là một con đường phố đồ cổ với có những ngôi nhà cổ thuộc thời Pháp ha, còn rất là đẹp. Và con đường Nguyễn Thái Bình ở đây là ngày xưa thì được mang tên là con đường Pháp. Và sau đó đến năm 1955 đã đổi thành là tên con đường là Nguyễn Thái Bình cho đến ngày nay. Với những ngôi nhà ở đây thì vẫn mang lại cái phong cách kiểu dáng của những ngôi nhà thời Pháp ngày xưa. Và kèm với đó thì có những ngôi nhà đã được xây khang trang và lộng lẫy. Và mức độ dân cư đây thì rất là tấp nập ha. Và có rất là nhiều các cửa hàng cũng buôn bán rất là nhiều ở trên mặt tiền đường của con đường Nguyễn Thái Bình. Ở đây có một ngôi nhà nhìn kiểu như là phố cổ Hội An, một cái màu sắc nhìn rất là thương quang. Và hiện tại thì ngôi nhà này em thấy người ta vẫn buôn bán đồ ăn ha, cho là một quán ăn. Ở đây thì có là thánh đường Đức Mẹ Hòa Bình. Một ngôi thánh đường. Và kèm với đó thì cuộc sống ở Sài Gòn thì nơi nào cũng có người khó khăn ha. Cho nên đây em thấy là có cô này là thu bán ve chai nè. Và các hàng quán đây thì em thấy buôn bán rất là tấp nập. Và đến đây thì em đến ngã tư của con đường là Phó Đức Chính và con đường là Nguyễn Thái Bình. Và phía góc của con đường Phó Đức Chính và đường Nguyễn Thái Bình đó, tức là ngay viện bảo tàng nghệ thuật với địa chỉ là số 97, còn bảo tồn lại những văn hóa ngày xưa nơi bảo tàng nghệ thuật ha, có rất là nhiều những cái hay. Và con đường Phó Đức Chính mình quẹo về phía bên tay phải á, thì đây mình sẽ đến ngay chợ Bến Thành luôn. Còn quẹo phía bên tay trái thì mình sẽ về đến con đường Võ Văn Kiệt. Nơi đây thì cũng khá là nhiều các lối hẻm, cho nên em đến đây để cập nhật các lối hẻm trên con đường Nguyễn Thái Bình cho quý anh chị, cô chú mình cả nhà cùng nhau xem. Ở đây thì có quán nước ha, một quán nước trái cây với ngôi nhà mặt tiền là kiểu Pháp đó, nhìn vào rất là đẹp. Ở đây thì em thấy có một cái lối hẻm ha, lối hẻm đây là số 68, khu lối hẻm Người Hoa. Khu xóm đây là cộng đồng Người Hoa sinh sống khá là nhiều. Bên trong đây là một lối hẻm cục rồi. Và bên trong đây thì em thấy có rất là nhiều những ngôi nhà kiểu Pháp. Ở đây là lối cầu thang ha, để đi lên trên chung cư. Và ở quận Nhất thì mình cũng có thể gọi là nơi phố cổ của Sài Gòn, nơi phố cổ chợ Bến Thành
vì đây gần với lại là chợ Bến Thành đó, nơi đây thì khá là nhiều những ngôi nhà phố cổ. Và ngôi nhà này thì đang trong quá trình tương trang và trùng tu lại ha, làm thành quán cà phê. Và là phần thì các lối hẻm đây là phần là các lối hẻm cục không à, nhưng mà em cũng đến đây để khám phá xóm hẻm. Lối hẻm đây thì bên trong khá là yên tĩnh ha, nhưng mà đầu hẻm thì khá là tối. Trong lối hẻm thì rất là yên tĩnh luôn. Bây giờ em xin phép quành ra lại. Ở đây trên có phần mái che nè. Ở đây là người ta thiết kế ha, là mái che để cái lối hẻm sạch sẽ hơn. Và kể cả là lối hẻm đây được đốt gạch men nữa, cho nên rất là sạch sẽ và sạch đẹp. Ở đây thì là nghe con đường là Cam Bét với lại con đường Nguyễn Thái Bình ha. Con đường Cam Bét đây thì mình quẹo phía bên tay trái á, thì sẽ ra đến là ngay cầu Cam Bét. Ở đây thì có phòng công chứng và đây là một lối hẻm, nhưng mà lối hẻm đây nhìn như kiểu như mặt tiền hẻm rất là thoáng, và hai bên thì có những ngôi nhà thì sở hữu hẻm to, họ cũng kinh doanh buôn bán. Xe cộ thì để rất là tấp nập hả quý anh chị. Ở đây thì vẫn còn có những ngôi nhà cổ nữa. Ra nơi đây thì là ngay con đường là Đê Thị Hồng Gấm, một con đường cũng thuộc quận trung tâm, và ở đây thì người ta buôn bán cũng rất là nhộn nhịp. Khách sạn đây có hầm luôn ha. Đây là có là công chứng Sài Gòn. Và nói về công chứng Sài Gòn ở đây thì ngày xưa những cái phòng công chứng á, thì rất là ít, chứ không có công chứng tư nhân. Mỗi lần đi đến các văn phòng công chứng thì mình phải đi đến như là văn phòng công chứng của nhà nước của anh chị, như là ra công chứng Sài Gòn nè, công chứng số 2 nè. Và bây giờ thì khác ha, bây giờ thì có rất là nhiều các văn phòng công chứng. Đến đây thì mình thấy có rất là nhiều các lối hẻm nhỏ ha. Lối hẻm là 168. Các lối hẻm này thì đa phần là hẻm cục nhiều. Ở đây thì bên trên mình thấy có khu chung cư. Dưới thì là cư dân người ta sinh sống. Đây người ta có quần áo thì để ngay trước cửa nhà luôn. Mặc dù là ở quận nhất nhưng mà em thấy có rất là nhiều những ngôi nhà chỉ tầm vài mét vuông thôi. Và đến đây thì là ngay ngã ba đường ha, từ gã với con đường Gia Sinh và con đường là Nguyễn Thái Bình. Và ở đây thì mình quẹo về phía bên tay trái trên màn hình thì sẽ ra đến là Võ Văn Kiệt, và cũng cách tầm
vài chục mét thôi thì sẽ đến là chợ Nhân Sinh. Một cái chợ Nhân Sinh cũng rất đầu đời ha, cũng gắn bó gắn liền với lại là những cô chú anh chị từng sinh sống tại nơi đây. Và bây giờ thì em xin phép quay lại và tiếp tục cập nhật ló hẻm ở trên con đường Nguyễn Thái Bình thuộc bên tay phải trên màn hình. Đây có đường là đường Ký Con. Và con đường Ký Con ở đây thì thông ra con đường Trường Hưng Đạo ha, và thông ra bên con đường Võ Văn Kiệt. Đặc biệt ở trên con đường là Nguyễn Thái Bình thì chỉ có là một lối hẻm này to nhất thôi trong các lối hẻm khác. Hẻm đây là 165 ha, một lối hẻm rất là rộng thoáng, có một số những ngôi nhà còn giữ lại cái nét đẹp cũ xưa. Và phía bên tay trái trên màn hình thì là có những ngôi nhà cũ. Ở đây thì mình thấy có rất là nhiều những chiếc xe gắn máy ha. Đây đa phần là của các nhân viên đó, người ta làm việc ở ngay đây và người ta để xe ngay đây không quý anh chị. Cái nét đẹp cũ xưa tại nơi đây thì em thấy vẫn còn giữ ha. Đó chính là những ngôi nhà vào thời Pháp thuộc á. Và có lịch sử thì có những ngôi nhà là hơn cả 100 năm tuổi rồi. Và ở đây thì là ngay con đường là Nguyễn Công Trứ. Đây là con đường là Nguyễn Công Trứ thuộc là phường Nguyễn Thái Bình ha quý anh chị. Đối diện đây của mình là những cái ngôi nhà chung cư. Ở đây cũng vậy luôn ha, những ngôi nhà chung cư. Ở đây là những ngôi nhà tạm bợ nè, người ta sinh sống ở ngay cái lối hẻm. Đây là những ngôi nhà tạm, những ngôi nhà mà chỉ có vài mét vuông thôi và họ sinh sống còn phải để đồ ở ngay trước cửa nhà nữa. Đây thì cũng thấy có khá là nhiều các quán ăn, rồi tiệm nước, rồi khách sạn. Thấy cũng khá là nhiều các du khách nước ngoài, họ đến đây để cư trú. Và bây giờ thì em quay trở lại con đường Nguyễn Thái Bình. Và con đường Nguyễn Thái Bình là một trong những con đường rất là nổi tiếng ở quận trung tâm quận nhất Sài Gòn và gắn liền rất là nhiều lịch sử ha. Và con đường ở đây là ngày xưa là thuộc vào thời Pháp thuộc thì mang tên con đường là Tiến Anh, và đến năm 1955 thì đã đổi thành tên con đường Nguyễn Thái Bình và cho đến ngày nay. Và mặt bằng tại nơi đây thì giá trị mặt bằng rất là đắc địa ha. Và có thể nói là muốn mua một ngôi nhà bất động sản tại ngay đây hoặc là thuê thì cũng rất là khó khăn. Nhưng mà ngày nay quý anh chị, cô chú đều thấy một cái cảnh tượng ha, đó chính là dán bảng cho thuê khắp mặt đường ở quận trung tâm. Ngày xưa thì vào mấy năm về trước, nếu mà muốn thuê mặt bằng tại ngay đây thì thực sự phải có mối quan hệ ha, thì mới có thể thuê được những ngôi nhà ở đây, mặt tiền ở đây. Nhưng mà bây giờ thì muốn thuê thì rất là dễ dàng thôi. Dán đầy bảng số điện thoại của các môi giới, hoặc là mình hỏi chú bảo vệ bên cạnh ngôi nhà thôi, thì có thể là người ta biết được thông tin gì đó sẽ cho mình hay. Bây giờ muốn thuê nhà thì thật sự ở quận trung tâm nó cũng không có khó ha. Nhưng mà khó là ở chỗ là làm sao để có tiền, làm sao để có lợi nhuận để trả tiền mặt bằng thôi.
Ở đây thì mình thấy hàng quán xá buôn bán thì rất đông đúc, cực kỳ là tấp nập và vui nhộn. Vào những cái gọi là những cái ngày lễ quý anh chị hoặc là Tết á, ở quận trung tâm có bắn pháo hoa, các sự kiện như là lễ, như là lễ 30 tháng 4 hoặc là 20 tháng 9 hoặc là Tết Tây và Tết Ta, thì ở quận 2 ngay cầu Thủ Thiêm thì có bắn pháo bông ha. Còn ở đây thì ở quận nhất thì sẽ có rất là nhiều các bạn trẻ đến đây để gửi xe, với lượng xe đời cực kỳ lớn tập trung vào đây, cho nên nơi đây á thì vào những ngày lễ đó gửi xe kiếm tiền rất là khá ha. Một chiếc xe thì gỡ thấp nhất là 20.000 và cao nhất là 50.000 cho một chiếc xe gắn máy. Vào những ngày đó thì nơi đây người ta gọi là thu hoạch ha, một cái ngày thu hoạch. Ở đây thì có một cái lối hẻm nè, bên trong lối hẻm đây thì mình thấy là hẻm cục rồi, nhưng mà mình thấy có rất là nhiều những ngôi nhà tạm bợ sinh sống cặp bức tường ha, của chung cư, những ngôi nhà nhỏ nhỏ ha. Đầu hẻm thì em thấy là người ta buôn bán đồ ăn. Ở đây thì có chung cư ha, đây là chung cư văn minh, sạch đẹp. Chung cư này thì cứ đậu đờ rồi. Ngày xưa chung cư nơi đây được gọi là chung cư văn minh, cũng rất là văn minh ha. Do là chung cư này quá lâu rồi quý anh chị, cho nên có tình trạng là xuống cấp ha. Con người thì cũng như vậy thôi, con người đẹp đến đâu đi chăng nữa thì sẽ có một ngày nào đó lớn tuổi thì bị lão hóa ha. Mọi thứ cũng đều sẽ xuống cấp thôi. Đến đây thì có lối hẻm là số 27. Ô, em không ngờ là một số xe ôm, các chú xe ôm đây đều biết tiếng ngoại ngữ. Những ngôi nhà người ta làm những ngôi nhà tạm bợ sinh sống ở ngay lối hẻm. Ở đây có khá là nhiều những ngôi nhà tạm bợ của anh chị. Ở đây thì em thấy có một ngôi nhà cổ xưa nè. Em thấy cánh cửa và cửa sổ á, nhìn vào rất là kiểu cũ xưa luôn ha. Nơi đây thì ở quận nhất thì quý anh chị thích những cái cổ điển phong cách cổ á, thì mình có thể đến đây tìm những ngôi nhà cũ xưa chụp hình chụp hình với những ngôi nhà cũ xưa thì có những cái nét rất là đẹp quý anh chị. Trong lối hẻm đây là số 27 thì bây giờ thì đã có rất là nhiều những ngôi nhà cũ đã được xây mới khang trang. Đây là những ngôi nhà tạm bợ chỉ tầm là 2-3 mét vuông thôi, rất là nhỏ ha. Và nhà vệ sinh thì em thấy là nhà vệ sinh chung nữa. Những ngôi nhà thì thấy rất là thương ha, những ngôi nhà tạm bợ của các cô chú khó khăn và làm việc và sinh sống sinh nhai ở tại nơi đây. Và em đã quành lại ra đến con đường Nguyễn Thái Bình lúc nãy rồi. Và con đường Nguyễn Thái Bình là một con đường cũng khá là ngắn nhưng mà chứa đầy những lịch sử tại nơi đây. Và hôm nay thì em cập nhật các lối hẻm của con đường là Nguyễn Thái Bình cho quý anh chị quần chúng mình cùng nhau xem có những gì thú vị hay không. Và thực sự nơi đây thì thay đổi rất là nhiều ha, và những ngôi nhà cổ thì em thấy vẫn còn chứa đầy kỷ niệm nơi đây. Và em cũng thấy có một số những ngôi nhà sinh sống tạm bợ nhìn rất là thương đó. Một ngôi nhà rất là nhỏ và nhà vệ sinh là sử dụng nhà vệ sinh chung nữa,
thực sự cuộc sống ổn nhất thì mình cứ nghĩ là rất là màu hoa hồng ha, nhưng mà không phải, cũng chứa đầy những cái khó khăn tại nơi đây. Và video của em thì cũng xin phép là tạm ngừng ở đây vào, và em cũng xin phép mến chúc cho quý anh chị cô chú thật là nhiều sức khỏe và gặp rất là nhiều may mắn trong công việc và lẫn trong cuộc sống của mình. Và quý anh chị cô chú ơi, đừng quên nhớ đăng ký kênh Blog Phố ha, để em có đăng những gì video mới thì quý anh chị cô chú có thể nhận được thông báo và mở lên và xem. Và em cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị cô chú rất là nhiều. Và bây giờ thì em hẹn gặp lại quý anh chị cô chú video tiếp theo ạ.